Rồi, xin chào mấy anh em. Làm bô xương lứa nhẹ mà bô xương lứa cơ bản á, thì bên mình có hay nhận cái dòng Winner này nha. Thì mình sẽ remap lên Ecogin update như thế nào. Rồi trước tiên là cái hồng xanh này. Đây là cái hồng xanh nha. Đây là hồng xanh. Thì cái hồng xanh zin nó chỉ có 30 thôi. Thì mình sẽ xử lý và móc lên nó là 32. Tận dụng lại cái đồ zin mình xài lại thì cũng rất là ok, ngon lành luôn. Đó, thì cái hồng xanh. Rồi đến cái co nối. Co nối là co như thế này. Mình sẽ nhét vào nó là bằng nhôm CNC nha, bằng nhôm CNC. Rồi mình sẽ nhét vào cái hồng xanh và tiếp đến là nó đi vào cái lọc trụ. Nó đi vào lọc trụ và vô boe luôn. Anh em nhìn này, mình xử lý lại cái phần boe này. Đó, xử lý lại cái phần boe là nó không có một cái chỗ nào mà nó lọt nước mưa hoặc là bụi vô hết. Đảm bảo là cho anh em là cái lọc trụ này rất là sạch và nó không có bị vô bụi nhiều và nó nhanh dơ. Và cái quan trọng nhất là nước mưa, và anh em khi quá trình rửa xe nó sẽ không có bị lọt nước vào trong thì rất là nguy hiểm. Đó, thì bên mình hồi trước là xử lý cách này khá là nhiều nha, làm khá là nhiều. Có rất nhiều anh em đã ủng hộ ha, làm cách này khá là ok. Có nhiều người ta đi lọc trụ trần bên ngoài nhưng mà rửa xe rất là cực, rất là phiền phức, nên là cái nhiều người ta cũng vẫn sẽ quay lại với cái quá trình là bỏ vào trong lọc trụ như thế này, bỏ vào trong hộp gió như thế này, anh em đậy cái nắp lại nữa là bao kín luôn. Chứ thứ hai là trong quá trình anh em chạy lưu thông ngoài đường nó không có nghe cái tiếng lọc trụ nó to lắm. Không nghe tiếng lọc trụ rất là khó chịu, nghe tiếng lọc trụ to rất là khó chịu. Với lại là khi mà xe mà bị kiểm tra, anh em biết là mấy anh kiểm tra là dơ cái cốp lên đó thì sẽ thấy như zin luôn, không có khác gì cái hộp gió zin, nên là cũng không có vấn đề sợ hết ra. Rồi thì cái lọc này á, là lọc STB mình tẩm dầu Canon, thì đảm bảo cho anh em là đi khoảng 10.000 cây hoặc là hơn 10.000 cây tẩm dầu lại một lần nữa. Nó cơ bản là gồm những gì, là lên cái họng lớn hơn này, là nâng cấp là họng 32 này, cái co gió lớn để nối vào trong cái boe và vô lòng lọc trụ. Ở lọc trụ này thì STB, rồi mình sẽ canh sang mát, khai thác hết cái khả năng của máy zin để cho công suất là lên đến là khoảng 19-20 HP. Nếu mà xe nào mạnh ha thì khoảng 19 mấy đến 20 HP, còn xe nào yếu thì cũng 18-19 HP nha anh em. Lúc nãy mình quay cho anh em là đang móc cái bô đó nên chưa xong. Đấy, bô mình có thay cổ này, cổ inox nha, cổ inox bô. Và cái đít thế thì chủ xe này yêu cầu là móc cho nó êm thì mình sẽ giữ lại đít zin. Tại vì cái lon bô của Winix nó rất là ngắn, mà nếu mà móc thoáng hoặc là thay cái đít to nữa thì nó rất là ồn đó. Mình cảm thấy là rất là ồn nên là mình quyết định là giữ lại đít zin và mình móc theo bài yêu cầu của chủ xe nha. Đó, giờ nổ máy cho anh em nghe thử nha. Xe này cũng mạnh ok á, đi được quánh được hơn 19 HP là quá là ổn, chạy cực kỳ mượt luôn, thật sự là nó quá là đã. Còn số. Rồi, bấm này. Đó, im ru luôn. Máy im ru anh em. Đó. Khi mà chạy nếu thật sự móc rất là êm này, không anh em nghe không nghe được tiếng lọc trụ luôn á. Đó, lọc trụ mình làm nhét vào đó là cực kỳ êm luôn, còn cái bô mình cảm nhận là nó êm hơn bô zin nha, nhưng mà nó thoáng nha. Tại cái bô zin là tiếng xài những cái vách bằng thép á, là cái tiếng chép nó rất là lớn, còn mình móc lại là mình nhét nỉ vô bên trong á là nó có tiếng bass nó rất là trầm và ấm, chạy rất là sướng. Mình cảm thấy là cái bô này nó còn êm hơn cái bô zin nữa nha. Bô zin anh em chạy nối căng ti nó cũng rất là rác, và anh em kéo ra mà đoạn khoảng 7-8 ngàn lên là máy rác cực kỳ luôn. Đó, êm hơn nhiều, trầm, ấm. Rồi thì cái cấu hình này mình làm á là tầm 3 triệu nha anh em. Đó, mình toàn bộ những cái đồ mình móc thay cổ này kia, map lại dyno, rồi hồng xanh, rồi co nối, rồi cong cán ráp vô, rồi cái lọc trụ đó nữa. Nó lanh quanh 3 triệu nha anh em. Rồi thì anh em nào đang có nhu cầu mà không biết lên nâng cấp cấu hình nào cho nó ngon lành, mượt mà, êm để đi chơi á, thì cái bài này là rất là ổn định luôn đó. Im ru luôn, không có sợ công an, chạy cũng mượt nữa, không có hao xăng nữa luôn. Rồi anh em nào mà không cần tư vấn hay là cần kiểm tra máy gì đó, cứ liên hệ số điện thoại mình trên màn hình nha, địa chỉ số điện thoại trên màn hình luôn mình, hoặc là inbox cho mình cái Zalo đó, Zalo số điện thoại đó, mình sẽ trả lời cho anh em mọi thắc mắc luôn. Rồi, chào tất cả anh em.